Lịch thi đấu tứ kết World Cup, Neymar và Brazil tiếp mạch thắng, Argentina cùng Messi gặp thử thách cực đại. Trận đấu giữa Croatia và Brazil sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 9 tháng 12, tại trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2022. Brazil gặp Croatia có thể coi là một cặp đấu có sự chênh lệch khá nhiều ở vòng tứ kết World Cup 2022. Đội bóng xứ sở Samba đã chứng minh thất bại trước Cameroon ở trận đấu mang tính chất thủ tục ở vòng bảng chỉ là một tai nạn, và việc các ngôi sao của Senegal đã giữ được sức trong vòng 1-8 là một quyết định đúng đắn của vị huấn luyện viên Tite. Dù chỉ mới gặp một Hàn Quốc được đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhưng Brazil vẫn trình diễn một lối chơi cực kỳ lạc đậm chất kỹ thuật. Chỉ trong hiệp 1, các vô công Sapa đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới của Kim Chi. Đây cũng là một lần thứ hai trong lịch sử Brazil ghi được 4 bàn thắng trong hiệp 1 ở một kỳ World Cup. Điều đó giúp vị huấn luyện viên Tite sẽ tiếp tục có cơ hội để cho các ngôi sao được nghỉ ngơi cho trận tứ kết. Đáng nói hơn, trận thắng Hàn Quốc còn chứng minh sự trở lại của ngôi sao, đó chính là tiền đạo Neymar. Cầu thủ này thì không chỉ bị gạt sang một bên do những lo ngại về chấn thương mà còn giúp cho các đồng đội thi đấu một cách thăng hoa hơn và giúp cho hàng công của Brazil tìm lại được sự hiệu quả sau hai trận đấu khá là thất vọng trước Thụy Sĩ và Cameroon. Trong khi đó, nhà áo quân World Cup 2018 Croatia đã dựa vào kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh của họ vượt qua vòng bảng với các đối thủ khó chịu và viết tiếp giấc mơ của mình sau khi vượt qua trận đấu khó khăn với Nhật Bản sau loạt sút luân lưu với thủ môn Livakovic, trở thành người hùng và trở thành người thứ 3 cản phá 3 quả phút luân lưu ở World Cup. Croatia hiện tại đang có lần thứ 3 góp mặt ở vòng tứ kết và đặt mục tiêu cao vào bán kết một lần nữa sau các kỳ World Cup 1998 và 2018. Đội bóng áo caro đỏ trắng đã chứng tỏ được năng lực của mình ở những thời điểm quan trọng, đó chính là sự kết hợp của lão tướng Modric và các cầu thủ trẻ. Croatia chắc chắn sẽ là một đối thủ khó bị đánh bại ở vòng bảng lần này. Brazil được đánh giá là cao hơn, nhưng ở các kỳ World Cup gần đây, xe cao đều bị các đội bóng ở châu Âu loại khỏi vòng đấu loại trực tiếp và họ sẽ phải cảnh giác trước một Croatia lì lợm. Về phía đội hình dự kiến của Croatia và Brazil, với đội hình gồm nhiều cầu thủ lớn tuổi và việc phải chơi 120 phút trước Nhật Bản đã khiến cho các thể lực của các ngôi sao lớn của Croatia đã bị bào mòn, thậm chí là phải ra sân sớm. Và đó là một thiệt thòi cho vị huấn luyện viên Dalic khi mà các cầu thủ của ông phải đối mặt với những ngôi sao sung mãn nhất của Brazil. Sự trở lại hậu vệ cánh là Danilo và đặc biệt là Neymar thì vô cùng quan trọng đối với lối chơi của toàn đội. Hơn thế, việc nhiều ngôi sao nghỉ ngơi sẽ là một lợi thế cho vị huấn luyện viên Tite khi mà bố trí đội hình trong trận đấu với Croatia. Trong lịch sử đối đầu, Brazil đã vượt trội trong các cuộc đối đầu với Croatia khi họ giành được 3 thắng và chỉ có 1 trận hòa. Xét về phong độ ở World Cup 2022, nhà đương kim Á quân thế giới vẫn đang duy trì thành tích bất bại, trong khi Brazil đã để thua 1 trận đấu và thắng 3 trận còn lại. Dù là mọi chỉ số vượt trội như vậy, song Brazil thì cũng cần phải thận trọng, bởi từ năm 2002 tới nay, Brazil đều thất bại trong vòng đấu knockout khi mà gặp đại diện đến từ châu Âu, lần lượt là Pháp 2006, Hà Lan 2010, Đức 2014, Bỉ 2018. Ngoài trừ 2014 và kỳ World Cup kia thì Brazil đều dừng trận ở tứ kết. Thật ra là hồi năm 2014 thì họ đã đến bán kết nhờ chỉ đá với hai đội Nam Mỹ ở vòng 1-8 và tứ kết. Với một đội bóng ra rơi như Croatia thì thật khó để nói rằng Brazil có thể hoàn toàn tự tin 100% chiến thắng. Đó là về cặp đấu sớm diễn ra ở tứ kết. Còn cặp đấu diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 10 tháng 12 sẽ là cuộc đọ sức giữa Argentina và Hà Lan. Trong quá khứ, đội tuyển Hà Lan đã gặp đội tuyển Argentina 7 lần, trong đó có 5 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại bán kết World Cup 2014, đội tuyển Argentina đã đánh bại cơn lốc màu da cam ở loạt sút luân lưu với tỷ số là 4-2. Sở dĩ đây là một trận đấu kịch tính và khó nhận định bởi ông Scaloni, vị huấn luyện viên của Argentina và huấn luyện viên Luis Van Gaal của cơn lốc màu da cam thì đều là những nhà cầm quân hàng đầu thế giới, có thể xoay chuyển tình thế trong vài nút nhạc. Tiếp đến là hai đội bóng này đều có những cá nhân mà những phút lóe sáng của họ đều có thể được chốt lại bằng bàn thắng. Điểm cuối cùng của Argentina và Hà Lan đang là những đội bóng có một lối chơi có thể đưa vào trong sách giáo khoa dạy bóng. Đội tuyển Hà Lan ở World Cup 2022 đã thể hiện một lối đá thực dụng, sẵn sàng chơi với một đội hình thấp và phản công với tốc độ cao. Hà Lan thì có cách chơi rình rập và sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ, trông chờ đi dông cầm trịch ở các đường lên bóng của Hà Lan. Đá thấp đội hình nhưng trong một vài thời điểm cần thiết, hai cầu thủ chạy cánh là Bolin và Danfer có thể là băng lên và tạo cơ hội cho Depay và Capo. Bất kỳ ai chiếm lĩnh được khoảng trống có thể dứt điểm thành bàn. Trong khi đó, huấn luyện viên Scaloni của Argentina thì dựa vào lối chơi kiểm soát bóng vượt trội của những nghệ sĩ sân cỏ.
như là Chipao hay là Messi, Maria. Các nghệ sĩ chơi bản tango trên sân cỏ bằng những đường truyền ngắn trung bình như Messi dùng kỹ thuật cá nhân xông thẳng vào khu vực 16m5. Nếu không cẩn thận, hàng phòng ngự của Hà Lan sẽ bị trả giá bằng những quả đá phạt do lỗi gần khung thành. Đây sẽ là một trận đấu giàu cảm xúc của những ngôi sao lớn ở trên sân cỏ, quyết định đến kết quả trận đấu, nhất là khi hai đội đua nhau đến chấm loạt sút lần lượt 11m, nên là cứ xem máy tính thì cũng khó lòng mà dự đoán được cảm xúc cầu thủ đưa ra nhận định chính xác. Nhiều người cho rằng Argentina sẽ thắng đơn giản là vì quả yêu thích ngôi sao 35 tuổi, Messi hơn là tìm ra điểm yếu của Hà Lan. Tuy nhiên, ở trước trận đấu, đội tuyển Hà Lan cho biết là sẽ không ngại đối đầu với Messi. Messi là một cầu thủ xuất chúng, nhưng vẫn có thể là đá hỏng phạt đền. Chúng ta từng thấy điều đó nhiều lần trước ở World Cup 2022. Messi cũng chỉ là con người và như tất cả chúng ta, Nopper đã nói tại họp báo. Messi thì từng cùng Argentina đá luân lưu với Hà Lan tại bán kết World Cup 2014. Khi đó, ngôi sao Argentina chơi trọn 120 phút, rồi đá thành công trong quả 11m đầu tiên, giúp đội nhà thắng 4-2. Nhưng vào chung kết, Argentina đã thua Đức 0-1, còn Ba Lan thì hạ Brazil 3-0 ở trận tranh huy chương đồng. Còn trong khi Messi là một huyền thoại sống của bóng đá, Nopper được đánh giá là ngôi sao mới nổi tại World Cup năm nay. Bên cạnh những phẩm chất về chuyên môn thì anh còn nổi trội khi mà cao tới 2,03m và là người cao nhất trong toàn bộ cầu thủ tranh tài ở Qatar. Chưa từng thi đấu cho Hà Lan trước World Cup 2022, nhưng anh vẫn được xem là xuất sắc nhất trong cả 4 trận. Anh nhiều khả năng sẽ trực tiếp đứng khung gỗ đấu với Argentina vào ngày 9 tháng 12. Trở thành thủ môn số 1 của Hà Lan tại World Cup 2022 là một mốc son trong sự nghiệp của anh, bởi anh từng hai lần cân nhắc giải nghệ vì thất nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường đỉnh cao, nhưng Nopper đã không ngại sức ép lớn trước ứng cử viên vô địch như Argentina. Đó là một thứ gì đó để mong chờ, thủ thành 28 tuổi. Tôi sẽ chơi vì rất nhiều người hâm mộ và chắc chắn không cảm thấy sợ hãi. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng khi trận đấu diễn ra, nhưng đó là điều bình thường. Nếu không căng thẳng tại World Cup, tốt nhất là bạn nên ngồi ngoài. Thông tin bên lề của trận đấu mới đây thì đội tuyển Hà Lan đã tự thưởng trước đại chiến Argentina. Các cầu thủ của Hà Lan đã được nghỉ dưỡng trên du thuyền sang trọng nguyên một ngày. Đây là cách mà các học trò của vị huấn luyện viên Vaiga thư giãn trước khi mà lao đầu tập luyện, chuẩn bị đối đầu với Argentina. Trang Sport News của Hà Lan, du thuyền này có giá trị là 30 triệu USD, được lãnh đạo Hà Lan thuê phục vụ toàn bộ các cầu thủ cũng như là ban huấn luyện trong một ngày. Nó sẽ đưa các thành viên tới những cảng biển nổi tiếng nhất của Qatar và quốc gia UAE lân cận. Sau nhiều tuần bị giam trong khuôn viên khách sạn thì đây chắc chắn là một cách mà các cầu thủ đổi gió. Các bức ảnh cho thấy là dàn sao lốc cam đang thích nghi và cảm thấy rất thú vị với trải nghiệm này. Có người thì câu cá và có người thì nhảy nhót, thậm chí là nhóm của T-Bay hay là Danfer thì còn có đánh bài ở trên thuyền. Nhìn chung không khí tại đội tuyển Hà Lan lúc này rất là hưng phấn. Sau chiến thắng trước Mỹ, hàng trăm cổ động viên trong màu sắc cam rực rỡ đã tới khách sạn chờ vui. Tất cả đã tiếp thêm động lực cho vị huấn luyện viên trưởng và đồng đội tự tin hơn. Sau những tiếng xả stress, hôm nay đội tuyển Hà Lan sẽ bắt tay vào tập luyện. Trận tứ kết sẽ diễn ra giữa một hàng công rất đáng gờm và một hàng thủ chắc chắn. Với hai bàn thua, Hà Lan cùng với Anh, Croatia và các đội bóng lọt vào tứ kết nhận ít bàn thua nhất. Dù được thi đấu khá vật vờ, nhưng mà Hà Lan thì luôn đạt hiệu quả cao. Họ đang thất bại tại World Cup 2022 và mạch thất bại của Hà Lan thì cũng đang nối dài lên 19 trận, gồm 14 chiến thắng. Đây cũng là đội tuyển có chuỗi trận không thua dài nhất trên thế giới lúc này.